Chạy nữa, chạy nữa về. Bạn này nó tả lắm mà. Rồi. Không, năm nay đi đâu không sao chứ. Chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của Nghĩa. Mình là Nghĩa đây. Và đây, mình đang chuẩn bị để đi Châu Đốc. Đi chùa Châu Đốc. Và mình đang chuẩn bị rất là nhiều. Và lấy xin mình sẽ đi. Đây còn cái lô đằng sau nữa. Xin đó mình sẽ đi siêu thị để mua thêm vài ổ bánh mì nữa lên xe ăn nhá. Người theo mình nhá. Anh nghĩ hôm nay lại á. Không lắm. Được rồi. Chị các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị khoảng 10 giờ mình lần thứ hai mình được đi Châu Đốc sau 12 năm. 12 năm trước mình có đi một lần và mình thấy rất là cực. Đi rất là mệt. Khá là mệt luôn. Xe nó đuổi. Ok, chuẩn bị đi nha. Hello tất cả mọi người. Đây là đánh bạc trước khi đi chùa. Ê, cô bé hôm bữa. Cô bé ở cái clip trước. Đúng rồi, clip trước có em. Có em nhóc cả. Nè, nhóc clip trước nè. Cô ga. Bởi đây là theo cái mặt ngốc đúng không? Theo cái chữ ngốc. Hay không? Là cô bé uống tóc ở nhà. Cô bé nghèo khổ. Không có tiền. Ra tiền uống tóc. Trời ơi. Cô bé nghèo khổ không có tiền để uống tóc. Uống tóc ở nhà. Cô bé còn của bà bán hôn riêu. Tới rồi mọi người ơi. Tôi đeo nè. Nhìn đi. Chúng ta phải biết đeo khẩu trang đi ở những nơi đông người. Để tránh dịch corona. Khẩu trang. Khẩu trang trên dưới. Khẩu trang quá. Chúng ta phải biết bảo vệ sức khỏe trong cái mùa dịch bệnh như thế này đúng không? Khẩu trang gì nhất? Đây, 1 2 3 4 5 6 7. Chỉ có 7 người đeo khẩu trang. Ấy thì có 7 người. Đến đi. Thank you.
các bãi xe cũng xịn nữa. Bãi xe khoảng có xe 50 chỗ và có xe 10 chỗ. Vé vào cổng là 20.000 một người. Còn vé cáp treo là 180. Khứ hồi là 180, chiều lên là 120, xuống 100. Đây chính là bảng vé. Ba lùng nữa. Ba lùng với cá gì đó. Chắc mấy đứa này chắc khỏi nha. Dạ.